Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Minh Long Moto. Yamaha MT 125 2023 vừa được giới thiệu tại thị trường châu Âu. Xe vẫn có 3 tùy chọn màu sắc, là thứ nhất màu xanh Cyan, thứ hai màu Econ Blue và thứ ba là màu Tech Black. Và ở phiên bản 2023, mẫu xe được trang bị 3 nâng cấp mới, đó chính là bảng đồng hồ TFT 5 inch đầy đủ màu sắc, hệ thống kết nối điện thoại thông minh bằng ứng dụng MyRide và hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control System. Chuyển sang qua các thông số kỹ thuật khác, Yamaha MT 125 2023 vẫn được trang bị động cơ với dung tích là 125cc, làm mát bằng dung dịch SOHC, xi lanh đơn, 4 van, có VVA và kết hợp với hệ thống truyền động 6 cấp với nồi chống trượt. Động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5 và tạo ra công suất tối đa lên đến tầm khoảng 15 mã lực tại 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại tầm khoảng 11,5 Nm tại 8.000 vòng trên phút. Yamaha MT 125 thiết kế thể thao, được trang bị đèn LED mạnh mẽ, được xây dựng trên khung Delta Box với tay đòn bằng nhôm, phục trước hành trình 41mm upside down và hệ thống phục sau là phục đơn monoshock. Và mẫu xe cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa trước kích thước 292mm, phanh đĩa sau kích thước 292mm và bao gồm hệ thống ABS. Lớp trước và lớp sau có kích thước lần lượt là 100/80 mâm 17 inch và lớp sau là 140/70 mâm 17 inch. Chiều cao yên xe đạt 810mm, khoảng sáng gầm là 160mm. Với dung tích bình xăng tầm khoảng 11 lít, trọng lượng của MT 125 2023 là 124kg, đã bao gồm đầy đủ dầu và bình xăng. Đối với thị trường Việt Nam, mẫu xe cũng đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam và sắp được nhập khẩu từ thị trường Indonesia. Anh em nếu mà thích và quan tâm mẫu xe này thì có thể like và đăng ký kênh. Mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về dòng xe này dành cho anh em. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.